chào mọi người, hôm nay mẹ Tôn Thái sẽ hướng dẫn mọi người cách bấm huyệt ở lòng bàn chân cho trẻ, trị các vấn đề mà trẻ hay gặp phải nhé. Nếu con bị đau đầu, đau răng thì mọi người nên massage ngón chân của trẻ. Đây còn là cách điều trị rất tốt các vấn đề ở vùng đầu, cổ, ví dụ như bệnh nhiễm trùng tai. Với những trẻ hay quấy khóc do đang mọc răng thì có thể các mẹ bấm huyệt trên đầu ngón chân để giúp bé thoải mái hơn. Nếu các bé bị sổ mũi hay cảm lạnh hoặc hay gặp các vấn đề ở mũi, xoang, hệ hô hấp thì các bạn hãy bấm vào trung tâm của từng ngón chân cho con. Còn nếu bé hay gặp vấn đề tắc nghẽn ở vùng ngực, nếu bé bị ho mãn tính, cảm lạnh, ho có đờm thì các bạn hãy bấm huyệt ở gan bàn chân, có tác dụng giảm triệu chứng tắc nghẽn khó thở cho bé. Vấn đề liên quan đến dạ dày và phổi thì nếu bé gặp các vấn đề về tiêu hóa và phổi thì nên bấm huyệt ở điểm trung tâm của vòm bàn chân. Một vấn đề khác là vấn đề ở bụng trên và bụng dưới thì bấm huyệt tại gan bàn chân của bé có thể giảm triệu chứng như tắc ruột và ợ nóng. Ngoài ra còn có thể trị táo bón và đầy hơi. Các vấn đề ở xương chậu thì nếu bé gặp các vấn đề về tư thế hoặc bị căng cơ thì có thể bấm huyệt ở vùng gót chân cho bé. Bố mẹ nên tập thói quen massage cho bé ngay từ khi bé lằn lòng. Việc xoa bóp nhẹ nhàng trên bàn chân sẽ khiến bé cảm thấy thích thú và bạn cũng cảm nhận được sự gần gũi thân thuộc hơn. Để đảm bảo việc massage cho bé đạt hiệu quả tốt, bạn cần lưu ý những điều sau. Bạn cần trà sát hai bàn tay của mình với nhau để làm tay nóng lên trước khi chạm vào chân của bé. Vì da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nên khi massage, mẹ cần hết sức nhẹ nhàng, không làm bé giật mình hay sợ. Với người bình thường, một lần massage chân cần đến 40 phút đồng hồ, nhưng với trẻ sơ sinh, 5 phút là khoảng thời gian hợp lý nhất. Video này hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ. Chúc các mẹ thành công!